Cùng với sự phát triển của kinh tế và công nghệ, sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gay gắt hơn. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã đầu tư hơn vào truyền thông trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, Forum. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là các công ty đã sử dụng công nghệ nào để có thể theo dõi, phân tích hoạt động truyền thông của đơn vị mình trên mạng xã hội? Vừa qua, công ty Isentia, công ty phân tích truyền thông dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Úc, đã tổ chức hội thảo dành cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề làm thế nào để phối hợp phương tiện truyền thông truyền thống với các mạng xã hội một cách hiệu quả. Sự kiện đã thu hút sự tham gia và chia sẻ của các chuyên gia ngành truyền thông từ hơn 100 công ty hàng đầu tại Việt Nam. Isentia, chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng cái công cụ kiểm soát thông tin một cách hiệu quả nhất. Để làm gì? Để mình hàng ngày mình đều có thể được cập nhật những cái tin tức liên quan đến thương hiệu, đến sản phẩm của mình, để mà mình, và bên cạnh đó chúng tôi cũng có cung cấp những cái công cụ đánh giá để mình đánh giá được xem nó có tác động tích cực hay tiêu cực đến cái thương hiệu của mình để mình có cái định hướng. Isentia chuyên về thu thập tin tức và phân tích truyền thông với kinh nghiệm trên 30 năm, có mặt tại 15 quốc gia, là thành viên của AMEC, Hiệp hội chuyên về đánh giá và đo lường truyền thông lớn nhất thế giới. Isentia hoạt động ở thị trường Việt Nam từ năm 2005 với lượng khách hàng trong 44 ngành, bao gồm tài chính ngân hàng, bảo hiểm, ô tô, bất động sản, hàng tiêu dùng nhanh, du lịch, giáo dục, điện tử viễn thông, thực phẩm. Trong quá trình mà hợp tác với lại Isentia và cái dịch vụ Mediabank thì công ty chúng tôi rất là vừa ý với lại cái dịch vụ đó, bởi vì sau mỗi tháng thì chúng tôi sẽ nhận được một cái báo cáo về ngành, và trong cái báo cáo đó thì nói rất là chi tiết cụ thể là cái số lượng tin bài có tích cực tiêu cực như thế nào, cái giá trị quảng cáo, cái định vị của chúng tôi trên thị trường. Isentia cung cấp các dịch vụ theo dõi tin tức và mẫu quảng cáo báo giấy, website, mạng xã hội và kênh truyền hình chọn lọc. Isentia cung cấp báo cáo bằng biểu đồ đi kèm với những phân tích tổng quan và chuyên sâu. Như vậy, việc sử dụng hiệu quả cả truyền thông truyền thống và mạng xã hội là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp, và dịch vụ của Isentia chính là một trong những công cụ góp phần dẫn đến thành công trong kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào.